Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi những tin tức của quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga đột phá ở Avivka. Ukraine sắp mất thành quả phản công ở Rabotino. Quân đội Nga đang giành quyền kiểm soát các vị trí lợi thế chiến thuật quan trọng nhờ lợi thế mùa đông và trang bị khí tài. UAV cảm tử Lancet có mặt khắp nơi, khóa chặt quân đội Ukraine. Xuất phát điểm trong việc sử dụng UAV trong chiến đấu của Nga thấp hơn so với Ukraine, nhưng hiện nay UAV cảm tử của Nga có mặt khắp nơi làm tê liệt quân đội Ukraine. Chiến thắng mang tính biểu tượng như không trọn vẹn cho Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa nhận được một cú hích lớn về chính trị vào thời điểm cuộc phản công của Kiev nhằm tái chiếm lãnh thổ từ tay quân Nga bị xa lầy. Bất đồng với Mỹ gây hậu quả gì cho Thủ tướng Israel? Sự bất đồng với Mỹ về tương lai Gaza hậu chiến đem lại nhiều rủi ro lẫn cơ hội cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Sau đây là thông tin chi tiết. Nga đột phá ở Avivka, Ukraina sắp mất thành quả phản công ở Rabotino. Trước việc quân đội Nga áp sát thị trấn chiến lược Rabotino tại mặt trận Zaporozhye, chuyên gia quân sự giám đốc bảo tàng lực lượng phòng không Nga, đại tá đã nghỉ hưu Yuri Knutov cho rằng, thế trận ở mặt trận này đã đảo ngược, quân đội Nga thực tế là bên tấn công, còn Ukraina đã phải cố thủ. Theo hướng Orikhov gần Rabotino, quân đội Nga đang giành quyền kiểm soát các vị trí lợi thế chiến thuật. Điều này rất quan trọng vì trong mọi trường hợp Việc kiểm soát những vị trí thuận lợi hơn, đặc biệt trong mùa đông, sẽ quyết định việc tổ chức phòng thủ hay phòng thủ tích cực trong tương lai, chuyên gia Yuri Knutov đánh giá. Theo đó, phía Nga đang áp dụng chiến thuật phòng thủ tích cực để tiến lên ngay sau khi đẩy lùi các mũi tấn công của Ukraine, vốn đã bị rút hết lực lượng tinh nhuệ để chuyển sang các mặt trận khác như Avdiivka hay Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các đơn vị thuộc lực lượng đổ bộ đường không Nga đã chiếm các vị trí gần thị trấn Rabutino ở vùng Zabruje và bắt nhiều binh sĩ Ukraine. Cụ thể, các đơn vị xung kích của VDV Nga đã tiến vào một vị trí đóng quân trong khu rừng của phía Ukraine và chỉ vấp phải sự kháng cự yếu ớt. Quân đội Nga đang đạt bước tiến mới trong giao tranh ở miền đông Ukraine và gần như đang bao vây hoàn toàn Abiyivka. Theo đài Anzazira, các lực lượng Nga sắp tiến vào khu vực trung tâm của Abiyivka, thành trì mang ý nghĩa chiến lược và mang tính biểu tượng quan trọng. Trong những ngày qua, quân đội Nga gần như bao vây hoàn toàn Abiyivka, thành phố nằm ở vùng ngoại ô thủ phủ Donetsk của vùng cùng tên và hiện là mục tiêu hàng đầu của Nga. Để đạt được mục tiêu ở Avdiivka, Nga sẽ phải kiểm soát hoàn toàn The Chemist, một quận được đặt theo tên của nhà máy công nghiệp gần đó. Kiểm soát quận The Chemist cho phép Nga chia đôi lực lượng Ukraine tại Avdiivka, phá vỡ hệ thống phòng thủ thống nhất và từ đó giúp đơn giản hóa các nỗ lực tấn công, cơ truyền thông Riba của Nga đưa tin. Theo truyền thông Nga, giao tranh ở Avdiivka đang tới hồi quyết định với việc lực lượng Nga từng bước chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine. Mũi xung kích của Nga đang tiến về phía trung tâm thị trấn. Lực lượng Ukraine ẩn náu trong các tòa nhà và không ngừng chống trả Tiến độ tấn công có thể sẽ chậm, nhưng cũng giống như Bakhmut, việc kiểm soát Avdiivka chỉ còn là vấn đề thời gian, truyền thông Nga nhận định. Nga có thể kiểm soát Avdiivka cũng như có thể đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các khu dân cư xung quanh thành phố Bakhmut. Nga cũng có thể tạo ra bước ngoặt khi vượt sông Serebet gần Liban. Nikolai Michokin, chuyên gia tới từ Đại học Bremen của Đức, nói trên đài Al Jazeera, Nga có thể coi những bước tiến này là chiến thắng trong mùa đông. Ở chiến trường miền Nam, Nga sẽ tập trung chặn các nỗ lực tiến công của Ukraine ông Michokhin nhận định, Ukraine chưa đưa ra thông báo về tình hình ở Abivka và khả năng rút lui để bảo toàn lực lượng. Những ngày này, lực lượng của chúng tôi đang tập trung phòng thủ, tận dụng khoảng thời gian để tích lũy nguồn lực. Trung tướng Igor Romanenko, cựu phó tư lệnh Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trụ Ukraine, nói trên đài Anzazera. UAV cảm tử Lancet có mặt khắp nơi, khóa chặt quân đội Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga bằng máy bay không người lái UAV, bao gồm cả UAV Lancet, đã làm điêu đứng quân đội ukraine kết luận này được cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến mỹ scott ritter đưa ra trên kênh youtube dialog works chuyên gia tình báo mỹ ritter nói uav đã thực sự làm biến đổi tính chất chiến trường hiện tại sự thống trị của nga ở khu vực này lớn tới mức nó khiến quân đội ukraine ở chiến trường bị tê liệt và không thể di chuyển ritter lưu ý rằng quân đội nga đã phát hiện và tiêu diệt thành công các đơn vị ukraine bằng các cuộc tấn công quy mô lớn bằng uav các kiểu loại hơn nữa cựu sĩ quan tình báo này tin rằng Moscow có rất nhiều UAV cảm tử, tới mức có đủ cho mọi quân nhân Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ngày 11 tháng 12, các phi đội UAV cảm tử FPV của quân khu phía Bắc Nga đã thành công trong việc tiêu diệt các vị trí của quân đội Ukraine gần khu vực Kubiansk thuộc vùng Kharkov. Đội trinh sát Battle Group West đã nhận được thông tin về sự tập trung của lực lượng kẻ thù trong khu vực Kubiansk. Các đội UAV chiến đấu cùng với các trinh sát viên đã thực hiện một cuộc hành quân bí mật áp sát chiến tuyến để hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Khi tới nơi, đội máy bay không người lái cảm tử đã tiêu diệt một trận địa cối 120 ly của Ukraine bằng một cuộc tấn công tập trung, thông tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Máy bay không người lái của Nga đã được chứng minh là có khả năng chiến đấu cao với một số chiếc máy bay không người lái cảm tử hoặc mang khí tài có thể phá hủy cả khu vực đóng quân tạm thời của một đơn vị Ukraine và khí tài. Từ khi bắt đầu xung đột đeo thang với Ukraine vào tháng 2 năm 2022, thì năng lực chế tạo máy bay không người lái của Nga đã tiến bộ rất đáng kể. Tiếp theo và quan trọng nhất, là Moscow tập trung các nguồn đầu tư và áp dụng những tiến bộ đáng kể trong ngành công nghiệp trong nước với các biến thể mới hơn, tiên tiến hơn của UAV Cảm tử Lancet nói riêng đã được đưa vào sử dụng với số lượng lớn ở chiến trường Ukraine. Chuyên gia Reuters tin rằng các nước phương Tây chưa sẵn sàng cho một cuộc chiến tổng lực như ở chiến trường Ukraine không chỉ vì các hoạt động chiến đấu được thực hiện bằng UAV mà còn vì tính ưu việt của các thiết bị tác chiến điện tử của Nga. Các hoạt động tác chiến điện tử của Nga không chỉ giới hạn trên mặt đất, trên không mà còn cả trong vũ trụ đó là việc làm mù vệ tinh radar của lầu năm góc bằng các hệ thống tác chiến điện tử của quân đội Nga. Chiến trường Ukraina là nơi mà radar vệ tinh của Mỹ thường xuyên tiến hành trinh sát, đặc biệt là khu vực bán đảo Crimea. Lưu ý, radar trinh sát vệ tinh là công cụ giám sát mạnh nhất của Mỹ, có thể quét bất kỳ lãnh thổ nào với độ phân giải cao. Washington không chia sẻ công nghệ này ngay cả với các đồng minh thân cận nhất của mình. Tuy nhiên, khi radar trinh sát vệ tinh của Mỹ cố gắng chụp ảnh bán đảo Crimea thì hình ảnh thu được đều đen ngòm. Hãy để tôi nhắc các bạn rằng đây là radar trinh sát vệ tinh, các lớp mây không hề bị ảnh hưởng. Nhưng tại sao radar không nhìn thấy gì cả? Bởi vì Nga biết tần số radar và chặn khu vực mà Mỹ đang cố chụp ảnh, chuyên gia Reuters kết luận. Theo chuyên gia Ritter, quốc đội Nga có khả năng tạo ra chiếc ô bảo vệ ở những khu vực đang diễn ra các hoạt động quân sự quan trọng, có thể chống lại được hoạt động trinh sát điện tử từ trên không của Mỹ và phương Tây. Ngoài ra, việc chế áp phòng không mặt đất của Nga cũng được tiến hành rộng rãi. Vào ngày 12 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về hoạt động chế áp phòng không của máy bay Su-35 khi phi công đã phóng tên lửa chống radar kh 31 phá hủy một đài radar phòng không của Ukraine tại khu vực Kubian. Chiến thắng mang tính biểu tượng nhưng không trọn vẹn cho Ukraine. Trong hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo diễn ra trong 2 ngày, 14-15 tháng 12, tại trụ sở của Liên minh châu Âu-EU tại Bruxelles, Ukraine đã nhận được cùng lúc một tin vui và một tin không vui Tin vui là Ukraine cuối ngày 14 tháng 12 đã tiến một bước gần hơn tới việc trở thành thành viên EU sau khi Hội đồng châu Âu quyết định mở các cuộc đàm phán với quốc gia Đông Âu đang chìm trong xung đột này. Đây là một chiến thắng quan trọng mang tính biểu tượng, một cú hích lớn về chính trị cho Tổng thống Ukraine Zelensky vào thời điểm khó khăn khi cuộc phản công của Kiev nhằm tái chiếm lãnh thổ từ tay quân Nga bị xa lầy và khi ông phải đấu tranh để duy trì sự hỗ trợ từ Mỹ và EU, hai nhà tài trợ chính của Ukraine. Liên quan tới vấn đề tài trợ, Tin không vui cho Ukraine là vào đầu ngày 15 tháng 12, Hungary đã chặn EU phê duyệt gói hỗ trợ tài chính trị giá 50 tỷ euro, tức 54 tỷ đô cho Ukraine. Điều này khiến cho chiến thắng trên của Ukraine không phiền mãn. Quyết định về việc mở các cuộc đàm phán gia nhập EU diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Tổng thống Zelensky, người vừa trở về sau chuyến công du mệt mỏi tới Mỹ, nơi ông tìm kiếm khoản viện trợ 60 tỷ đô cực kỳ cần thiết cho nỗ lực chiến tranh của mình, nhưng không được như ý bởi sự chia rẽ chính trị trong Quốc hội sức cờ hoa. Mặc dù khoảng cách từ các cuộc đàm phán gia nhập tới tư cách thành viên chính thức có thể là nhiều năm và quá trình này sẽ không bắt đầu ngay lập tức, nhưng quyết định tại hội nghị thượng đỉnh EU cuối cùng năm 2023 sẽ đưa Ukraine tới một bước gần hơn tới mục tiêu chiến lược dài hạn của nước này là hòa mình với phương Tây và tự giải phóng khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của Nga. Đây là một chiến thắng cho Ukraine, một chiến thắng cho toàn bộ châu Âu, một chiến thắng tạo động lực, truyền cảm hứng và tiếp thêm sức mạnh. Ông Zelensky viết trên X để đáp lại tin tức tốt lành này lịch sử được tạo nên bởi những người không mệt mỏi đấu tranh cho tự do, ông nói. EU đã sử dụng một cách rất không chính thống để đưa ra quyết định. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, vì lãnh đạo châu Âu có mối quan hệ chặt chẽ nhất với Moscow, đã đồng ý rời khỏi phòng họp, trong khi các đồng nghiệp của ông từ 26 quốc gia thành viên khác đồng ý mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine. Các nhà ngoại giao và quan chức cho biết, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đóng vai trò quan trọng trong việc buộc ông Orbán phải rời khỏi phòng họp để dọn đường cho quyết định trên được công bố. Ông Scholz cho biết quyết định này là một dấu hiệu ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine. 26 quốc gia thành viên kiên quyết rằng quyết định này phải được đưa ra. Vì vậy, Hungary quyết định rằng nếu 26 quốc gia quyết định như vậy, họ nên đi theo con đường của riêng mình và Hungary không muốn tham gia vào quyết định tồi tệ này. Ông Orbán tuyên bố, lần này Hungary đã thực sự bỏ phiếu trắng. EU, nơi các thành viên vẫn coi trọng sự độc lập của mình trong các vấn đề chiến lược và đối ngoại, thường hoạt động dựa trên sự đồng thuận. Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Gosta cho biết ông Orbán đã không yêu cầu bất cứ điều gì để đổi lấy việc quyết định được công bố. Ông ấy nhận ra rằng chúng tôi đang ở trong một tình huống có 26 người có chung một lập trường và ông ấy lại có một lập trường khác. Vì vậy ông ấy không muốn chặn nó và giải pháp này đã được tìm ra, ông Costa nói. Ngoài Ukraine, các nhà lãnh đạo EU cũng đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập với một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác là Moldova và trao tư cách ứng cử viên cho một nước nữa là Georgia họ cũng sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên với Bosnia và Herzegovina thuộc Nam Tư Cũ sau khi nước này tiến hành một số cải cách chính trị nhất định. Đầu ngày 15 tháng 12, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Michel, người chủ trì các cuộc họp, nói với giới truyền thông rằng 26 quốc gia EU ủng hộ hỗ trợ tài chính cho Ukraine nhưng một quốc gia thì không. Một nhà lãnh đạo không đồng ý về điều này, ông Michel cho biết trong một cuộc họp báo ngẫu hứng lúc 3 giờ sáng giờ địa phương ngày 15 tháng 12, đồng thời nói thêm rằng các nhà lãnh đạo sẽ triệu tập lại để cố gắng đảm bảo sự nhất trí, điều cần thiết cho quyết định này vào đầu tháng riêng năm sau. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người trước đây đã chỉ hoãn một số biện pháp trừng phạt của EU với Moscow và được coi là đồng minh thân cận của Tổng thống Putin, đã nói trước đó vào ngày 14 tháng 12 rằng viện trợ cho Ukraine sẽ chỉ đến sau các cuộc bầu cử trên toàn châu Âu được lên kế hoạch vào mùa hè tới. Ukraine có thể chịu được sự chậm trễ nhỏ trong việc phê duyệt khoản viện trợ trên. EU đã có nguồn tài trợ riêng cho Kiev trong ngân sách hiện tại trong khi 50 tỷ euro đang bị chặn nằm trong gói viện trợ mới cho quốc gia Đông Âu từ năm 2024 tới năm 2027. Nếu ông Orbán tiếp tục chặn nguồn viện trợ, EU vẫn có thể tạo được niềm tin với 26 nước thành viên còn lại, tất cả đều đã ra tín hiệu tán thành. Nhưng làm như vậy sẽ cồng cành và sẽ minh họa rõ hơn những vấn đề mà khối này phải đối mặt, những vết nứt trong sự hỗ trợ của EU dành cho Ukraine. Chúng tôi có nhiều công cụ khác nhau trong hộp công cụ của mình để đảm bảo rằng chúng tôi thực hiện được những lời hứa chính trị của mình. Ông Michel cho biết khi được hỏi liệu 26 nhà lãnh đạo EU còn lại đã đồng ý viện trợ cho Ukraine có thể loại Hungary ra khỏi quá trình này hay không. Các nhà phê bình cho rằng việc Budapest phản đối mở các cuộc đàm phán kết nạp Kiev và nguồn tài trợ dài hạn cho Ukraine được hiểu rõ nhất là một nỗ lực của Ngoc Ban nhằm giải phóng các khoản quỹ EU dành riêng cho Hungary. Hôm 13 tháng 12, EU đã giải phóng 10 tỷ euro, tức 11 tỷ đô bị đóng băng như vậy. Ủy ban châu Âu EC, cơ quan điều hành của khối cho biết Họ đã hành động sau khi Hungary đáp ứng các yêu cầu cải cách tư pháp. Các quan chức khẳng định thời điểm giải phóng quý diễn ra ngay trước hội nghị thượng đỉnh này là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các nhà phê bình chỉ trích động thái này là sự đầu hàng trước sự tống tiền của Hungary. Một tuyên bố mà ông Ban đã bác bỏ. Chúng tôi tới đây không phải bàn chuyện làm ăn, ông Ngac nói. Đó không phải là một cuộc cò kè mà cả. Đó không phải một thỏa thuận chúng tôi đại diện cho cách tiếp cận và các nguyên tắc. Hungary không liên kết bất kỳ vấn đề nào của Hungary với bất kỳ vấn đề nào của Ukraine hay bất kỳ vấn đề nào khác, nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc cho biết. Bất đồng với Mỹ gây hậu quả gì cho Thủ tướng Israel? Vừa qua, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ trích Israel, nhiều nhà quan sát cho rằng điều này vừa khiến Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp nhiều nguy cơ, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho ông. Trong một động thái mà tờ The New York Times đánh giá là sự lên án mạnh mẽ nhất của Tổng thống Biden với Israel kể từ khi xung đột Israel bùng nổ. Nhà lãnh đạo Mỹ hôm 12 tháng 12 nói rằng Israel có nguy cơ mất đi sự ủng hộ của quốc tế vì ném bom bừa bãi tại Gaza. Ông cũng chỉ trích chính phủ cực hữu của Thủ tướng Netanyahu rằng chính quyền này không muốn bất cứ điều gì tiến gần tới giải pháp hai nhà nước trong cuộc xung đột giữa Israel và người Palestine. Chính quyền Tổng thống Biden cũng đã đề xuất rằng sau chiến tranh, chính quyền Palestine sẽ chịu trách nhiệm về Gaza như một phần của tiến trình xây dựng một nhà nước Palestine. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel đã bác bỏ kế hoạch này và thừa nhận rằng có sự bất đồng giữa Mỹ và Israel về Gaza hậu chiến. Các nhà phân tích cho rằng sự bất đồng giữa Israel và đồng minh thân cận nhất là Mỹ về Gaza tại hậu chiến sẽ gây ra rủi ro cho chính quyền ông Netanyahu, theo tờ The New York Times. Điều này sẽ đặt ra câu hỏi rằng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ hết sức cho Israel trong cuộc chiến này tới lúc nào và liệu Mỹ có đặt ra giới hạn sự hỗ trợ cho Israel hay không. Trong bối cảnh hàng năm, Mỹ viện trợ cho Israel hàng tỷ đô, đạn cũng như ủng hộ Israel tại Liên Hợp Quốc. Khi bất đồng giữa hai nước ngày càng rõ ràng, các nhà bình luận Israel đã đặt câu hỏi liệu ông Biden có thể thúc giục ông Netanyahu dừng cuộc tấn công sớm hơn mong muốn của quân đội Israel hay không? Và liệu Mỹ sẽ ngừng phổ quyết các nghị quyết của Liên Hợp Quốc mà gây bất lợi cho Israel hay không? Ông Alan Picas, cựu tổng lãnh sự Israel tại New York, Mỹ cho rằng ông Biden sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thay đổi lập trường ủng hộ Israel nếu ông Netanyahu không làm nhiều hơn để giải quyết những lo ngại của Mỹ. Dù sự bất đồng với Mỹ gây ra nhiều nguy cơ, nhưng cũng mang tới cho thủ tướng Netanyahu một cơ hội để lấy lòng cử tri bằng cách thể hiện mình là một nhà lãnh đạo không khuất phục trước các yêu cầu của nước ngoài trong bối cảnh ủng hộ ông Netanyahu đang sụt giảm. Theo The New York Times, ông Itamar Rabinovic, cựu đại sứ Israel tại Washington Mỹ cho biết, ông Netanyahu đang hướng tới chiến dịch bầu cử tiềm năng trong vài tháng tới. Cương lĩnh tranh cử của ông ấy sẽ là tôi là nhà lãnh đạo có thể đứng lên chống lại ông Biden và ngăn chặn việc thành lập một nhà nước Palestine. Theo ông Rabinovic, ông Netanyahu đang cố gắng gây dựng lại uy danh đang suy giảm của mình. Uy tín về việc bảo vệ an ninh của ông Netanyahu đã bị tổn hại nặng nề do chính quyền ông không ngăn cản được. Cuộc đột kích táo bạo của Hamas và miền Nam Israel hôm 7 tháng 10 khiến 1.200 người không qua khỏi, 240 người bị bắt cóc. Cạnh đó, các nhà phân tích cho rằng Thủ tướng Israel hiện đang cố gắng lấy lại ủng hộ của các cử tri Likud lâu năm bằng cách tăng cường quan điểm chính sách cánh hữu truyền thống, chẳng hạn như phản đối nhà nước Palestine và bác bỏ Hiệp định Hòa bình Oslo là các hiệp định hòa bình tạm thời giữa Israel và Palestine dẫn tới việc thành lập chính quyền Palestine. Trong các cuộc bầu cử trước đây, ông Netanyahu đã giành được sự ủng hộ của công chúng khi thể hiện mình là nhà lãnh đạo duy nhất đủ kinh nghiệm để bảo vệ Israel khỏi vô số các mối đe dọa từ nước ngoài và là chính trị gia phù hợp nhất để duy trì mối quan hệ của Israel với Mỹ. Theo ông Nahum Bania, nhà báo, nhà bình luận kỳ cựu của tờ Jediot Aronot của Israel, sự thất bại trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 cùng với căng thẳng ngày càng gia tăng của ông Netanyahu với ông Biden đã buộc Thủ tướng Israel phải tìm cách tiếp cận khác. Hôm 13 tháng 11, ông Bania viết trên tờ báo này rằng ông Netanyahu đã thất bại với tư cách là người bảo vệ an ninh của Israel và người duy trì quan hệ tốt giữa Israel và Mỹ. Theo ông Bania, có lẽ ông Netanyahu sẽ thành công với tư cách là người không bao giờ ủng hộ nhà nước Palestine. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.